Hi, xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Trong video này mình sẽ nói đến một chiếc camera 360 của hãng Instar 360, đó chính là One X2, một chiếc camera khá mới. Và các bạn hãy coi chiếc video mình đã quay bằng chiếc camera này nhé. Xin thú nhận với các bạn một điều là trong thời gian gần đây mình rất thích sử dụng những chiếc camera 360, bởi vì nó có những cái hiệu ứng, những cái lợi thế rất là riêng mà mình sẽ trình bày ngay sau đây thôi. Thứ nhất đó chính là nhiều khung hình trong một cua máy, không có gì qua có thể lọt qua cái con mắt của tụi nó. Với lợi thế như vậy thì tất nhiên khi edit mình có rất nhiều cái khung hình khác nhau, và như vậy thì nói chung là một cua máy nhưng mà có nhiều khung hình rất là lợi thế. Điều thứ hai mà mình thích đó chính là khả năng chống rụt của nó, có thể nói là siêu mượt luôn. Mình ví dụ như thế này, đây là một shot tạm gọi là Hyperlapse mình quay bằng một chiếc camera Instar 360, không phải chiếc này, đó là chiếc One A mà mình đã từng review rồi. Đây chính là một shot mình quay bằng GoPro 8 bằng cái chế độ mà Hyper Smooth nổi tiếng của GoPro, và các bạn có thể so sánh là 360 mượt hơn rất nhiều mà không phải chống rung hậu kỳ. Nó ra thì mình nghĩ là mình nên so sánh với GoPro 9 thì nó sẽ kiểu công bằng hơn, nhưng mà mình không có GoPro 9, mình chỉ có cái 8 thôi, nên đây cũng chỉ là một lý do để các bạn tham khảo về sự chống rung của nó thôi. Không riêng gì Hyperlapse mà những cái chế độ quay phim khác, hầu như là mình không có can thiệp một cái công cụ chống rung hậu kỳ nào cả. Điều thứ ba đó chính là cái khả năng mà giả những cái cú bay giống như là control vậy. Điều thứ tư mà mình thích đó chính là tiết kiệm thời gian quay. Điều này đối với mình khá là quan trọng, bởi vì phần lớn những video của mình là mình hay đi du lịch, mình quay, và khi sử dụng những cái camera kiểu như là mirrorless hoặc là kiểu GoPro, những cái camera khác thì như mình phải tính cú máy. Tuy nhiên với 360 thì mình tạm quên đi những cái cú máy. Tất nhiên nó vẫn có những cái cú máy của 360, nhưng mà mình thấy có hai cái cú máy cơ bản mà chỉ cần áp dụng thôi là có thể ra được một video khá là tốt rồi. Đó chính là cú thứ nhất là mình sẽ để camera nghiêng một góc 45 độ gắn với gậy nối dài, và cú máy thứ hai đó chính là đưa camera thẳng lên trời. Bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn một xíu là chiếc camera mình nãy giờ mình đang cầm trên tay, đó chính là One X2. Và các bạn có thể thấy là chiếc camera này rất là nhỏ gọn, trọng lượng của nó là 149 gram. Cái nút ở mặt trước đó chính là nút record nhanh, có nghĩa là mình không cần khởi động, bấm nút này là nó sẽ tự động quay luôn. Bên hông chính là cái nút khởi động, và mặt bên kia chính là khay pin, có dung lượng là 1630 mAh,
Và mình thấy là cái dung lượng pin này siêu trâu luôn. Tháo pin ra thì cái thẻ nhớ nó nằm ở trong này. Chiếc camera One X2 này có khả năng quay phim liên tục 5K 730 frame trong 80 phút. Ở phía trước là màn hình cảm ứng có thể mình touch được để kiểm tra được sắc độ này, màu sắc, hoặc là mình selfie coi cái bản mặt mình như thế nào. Camera 360 này thì nói thiệt với các bạn là có vô vàn phụ kiện. Đây là cái cáp để bảo vệ lens. Thông dụng nhất là gậy nối dài, gậy ba chân. Nhưng mà có một cái phụ kiện rất hay mà mình muốn giới thiệu, đó chính là cái remote GPS. Thì đây có sẵn một cái remote để mình kiểm tra, để mình record gọi là những cái thao tác. Nó có một cái cover để mình nhét cái remote này vô. Và nó có thêm một cái dây để có thể đeo cái remote này trên tay. Nhiều khi mình chạy xe á, thì mình có thể cầm trên tay giống như là một cái đồng hồ để coi cho dễ. Hoặc là mình có thể dùng cái này mình cột trên cái xe máy, hoặc là ô tô, hoặc là bất cứ những cái vị trí nào mà có thể cố định được. Bây giờ mình sẽ kết nối cái camera X2 này với app Insta360, thì trong đó mình sẽ có những cái chi tiết để tùy chỉnh. Khi kết nối xong rồi thì các bạn có thể chạm vào màn hình hiển thị của app để coi được cái bố cục và những cái khung hình xung quanh như thế nào. Video quay được file log, file vivid hoặc là standard. Mình đã quay thử và mình thấy là cái file standard và vivid nó khá là giống nhau. File log thì sẽ có nhiều lợi thế để hậu kỳ hơn. Quay được 5K 30 frame và rất nhiều chế độ quay video khác. Tất nhiên có thể chỉnh được manual là ISO, shutter, white balance. Chụp hình thì cũng có rất nhiều cái chế độ hỗ trợ khác. Bây giờ mình sẽ thử hậu kỳ một tấm hình 360 chụp bằng One X2 này. Đầu tiên là import cái hình vào. Có thể chọn những khung hình và những cái bố cục hiển thị bằng cách chạm và di chuyển trong cái phần hiển thị. Trong app có rất nhiều cái filter bộ màu đẹp giúp cho tiết kiệm thời gian chỉnh màu hơn. Có thể gia giảm được cái độ apply của cái filter này sao cho nó được hợp lý. Cái chỗ adjust chính là chỉnh những cái thông số sáng tối, độ tương phản, độ tươi. Và những cái chế độ này thường thấy trong các app chỉnh hình. Bây giờ mình sẽ xuất thử ra hai tấm, là một tấm khung hình dọc và một tấm 360. Về phần xử lý hình ảnh thì nó có thêm một cái rất là hay nữa, đó chính là Pure Shot. Có nghĩa là khi cái tấm hình nó bị thiếu sáng á, nó sẽ tự điều chỉnh làm cho tấm hình được sáng sủa lên. Và một điều không thể thiếu đó chính là Short Lag. Đó chính là những cái video ngắn có hiệu ứng. Khi mình chọn một cái kiểu hiệu ứng nào trong app, nó sẽ có hướng dẫn rất là chi tiết cái cách để thực hiện. Và đó chính là một số thông tin, một số trải nghiệm của mình đối với chiếc Insta360 One X2 này. Và hy vọng những cái điều này sẽ giúp ích cho các bạn trong trường hợp là các bạn muốn sở hữu một chiếc camera 360. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!